Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán tổng hợp sản xuất ngành may mặc của Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Đây là khóa học có đặc thù riêng về cách tính giá thành với quy trình sản xuất ứng với từng sản phẩm khác nhau như dệt may, da giày và túi rách. Làm sao để đảm bảo được các nguồn nguyên vật liệu và nắm chắc tình hình kho hàng, tránh bị gián đoạn quá trình sản xuất hoạt động liên tục. Và cuối cùng là cân đối các số liệu cho ra bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh và tự tin quyết toán giải trình trước đoàn thanh tra. Khóa học kế toán sản xuất ngành may mặc sẽ giải quyết mọi vấn đề đó. Các nội dung chính trong khóa học bao gồm các nội dung chính, nội dung đầu kỳ liên quan đến khai báo các dữ liệu đầu kỳ, các phát sinh trong kỳ và nội dung liên quan đến cuối kỳ. Ở các nội dung liên quan đến đầu kỳ của ngành sản xuất may mặc, các bạn sẽ được học về thiết lập các cơ sở đầu kỳ một cách khoa học có hệ thống, giải thích các chỉ số trên số dư của năm trước cần phải lưu ý khi làm ở công ty sản xuất và gia công may mặc, ý nghĩa của các tài khoản trên bảng cân đối, cập nhật khung định mức nguyên vật liệu cho các sản phẩm. Ở nội dung thứ hai sẽ đi vào chi tiết các phát sinh hóa đơn chứng từ trong kỳ. Về mua nguyên vật liệu, mua công cụ dụng cụ, chi phí trả trước, cách hạch toán đối với tài sản cố định, định mức các thành phẩm nguyên vật liệu đối với công ty sản xuất may mặc, hướng dẫn kiểm soát liên quan đến kho, chi phí liên quan đến tiền lương và trích bảo hiểm xã hội đối với từng bộ phận và thực hiện việc tính giá thành của mảng sản xuất may mặc. Hướng dẫn việc kiểm tra đối chiếu giữa doanh thu và giá vốn để đối chiếu lợi nhuận của từng mảng, thực hiện việc lên tờ khai thuế hàng tháng hàng quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Nội dung cuối kỳ của công ty sản xuất ngành may mặc sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc kiểm tra đối chiếu cân đối các số liệu, các tỷ trọng trong báo cáo tài chính trước khi nộp, các kinh nghiệm khi thanh tra quyết toán thuế đối với công ty sản xuất, hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách kế toán và lưu giữ sổ sách cũng như các chứng từ hóa đơn. Đó là toàn bộ các nội dung chính khi các bạn tham gia khóa học tổng hợp ngành sản xuất may mặc. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, học online, học lớp tập trung và một giáo viên kèm một học viên. Điểm đặc biệt của các chứng từ hóa đơn, các bạn sẽ được học trên giáo trình online trang web ketoanviethung.com. Mỗi một hóa đơn chứng từ sẽ là một video hướng dẫn chi tiết từng nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm kế toán. Các bạn sẽ được nghe và xem lại kiến thức bất cứ lúc nào. Để trải nghiệm khóa học online trước khi đăng ký học, các bạn sẽ nhấn vào xem giáo trình online. Đây là toàn bộ các phần liên quan đến các nội dung trong khóa học, bắt đầu từ nội dung liên quan đến các phát sinh chứng từ trong kỳ cho đến khi lên báo cáo tài chính. Trong đó, các nội dung từ phần 1, phần 2, phần 3 là các nội dung các bạn có thể xem hoàn toàn miễn phí. Để vào được các phần, nhấn click trực tiếp vào các nội dung của phần học. Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn học trên chính chứng từ tại doanh nghiệp mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ ngay hôm nay.